Chào mọi người, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ba tổ hợp để múa bài Trúc Thọ Đầu Xuân. Bài này link của bài tập chậm và múa cùng hướng mình để dưới phần mô tả, chấp vào chữ V dưới video là có nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đoạn nói thơ đầu. Hai lần tám nhịp. Bên phải trước rồi sau đó đổi bên nha. Chân trái, tay trái, 1 2 đưa tay phải lên 3 4 5 6 7 đưa chân trái về 8 như thế sau đó chúng ta sẽ đổi bên nhé chân phải và tay phải 2, 2, tay trái, 3, 4, 5, 6, 7, đưa chân phải về, 8, như thế. Sau đó bỏ tay xuống là hết đoạn nói thơ đầu nha rồi chúng ta đi lại lần nữa nè chân trái tay trái một hai ba bốn năm sáu 7. Đưa chân trái về 8. Chân phải tay phải 2 2 3 4 5 6 7 Đưa chân phải về 8 8 bỏ tay xuống như thế nha. Chúng ta đi lại lần nữa nha. Rồi, chân trái tay trái nè. 2 3 nhanh hơn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 chân phải tay phải 2 2 3 4 5 6 7 8 Bỏ tay xuống Rồi Với tư thế này chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp số 1 Bao gồm 4 câu nha chân phải tiến lên rồi chân phải tiến xuống tiến xuống rồi lại tiến lên nữa sau đó mới tại chỗ nha chân phải một hai đưa tay vào ba bốn chân phải đi xuống năm sáu đi xuống nữa bảy tám trong phải đi lên hai hai ba bốn năm sáu như thế nha câu tám và câu sáu ha chúng ta đi lại nè câu một hai Chân phải Một Hai Ba Bốn Chân phải lùi Năm Sáu Lùi Bảy Tám Tiến lên hai hai ba bốn năm sáu như thế sau đó chúng ta sẽ đi tiếp nè mình phải ba hai 3 4 5 6 Sau đó chúng ta sẽ đổi bên đi bên trái nha. Bên trái 4 2 3 4 như thế nha. Rồi, chúng ta đi lại câu 3 4 nha. 3 2 3 4 5 6 4 2 3 4 Như thế nha Chúng ta đi lại lần nữa câu 3, 4 là 6, 4 nha. 3, 2, 3, 4, 5, 6, bốn hai ba bốn như thế bây giờ chúng ta sẽ nối hết lại thành tổ hợp số một nha chân phải một hai ba 4 Trong phải lùi 5 6 7 8 Tiến lên 2 2 3 4 5

4 như thế. Với tư thế này chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp số 2, bao gồm 6 câu. Chúng ta sẽ đi 5 câu tròn trước nè, chân phải. 1 chân trái. 2 chân phải tròn nè. 3 4 Quay tới trước luôn, 5 như vậy nha. 5 nhịp tròn nha. Chúng ta đi lại nè. Câu này khó. Chân phải. 1 2 Chân phải tròn luôn. 3 4 Tròn tới trước luôn nè. 5 Như vậy nha đê lại lần nữa ha, nhanh hơn tí xíu. Chân phải. 1 2 Chân phải tròn 3 bóng tới trước luôn. Nằm như thế. Sau đó chúng ta sẽ đi tiếp. Câu 2. 8 nhiệt. Chân trái. 2 2 3, trở về 4, chân phải 5, 6, 7, trở về 8, rồi chờ nhạc và bung tay ra Như thế nha Chúng ta đi lại câu 2 nè Chân trái hai hai ba trở về bốn chân phải năm sáu bảy trở về tám chờ nhạc và bung tay xuống như thế nha rồi chúng ta đi câu một hai lại nè rồi bên phải một hai ba bốn năm chân trái hai hai ba trở về bốn chân phải năm sáu 7, trở về, 8, chờ nhạc, rồi bung tay xuống nha, như thế ha, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp nè, chân phải, 3, 2, lùi, 3, 4, tiếp tục, 5,

8 chân phải 9 như vậy nha câu 3 và câu 4 là 8 nhịp và 9 nhịp nha mọi người chúng ta đi lại nè chân phải 3 2 3 4 5 6 7 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Chân phải. Chỉnh. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ đi tiếp câu 5-6 nè. Hình quả trám nha. Chân phải. 5 2 3 4 5 6 bảy tám chín sáu hai ba bốn như vậy chúng ta đi lại câu năm sáu nha chín nhịp bốn nhịp nhé chân phải năm 2 3 4 5 6 7 8 9 6 2 3 4 như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nối hết thành tổ hợp số 2 luôn nha. Bên phải. 1 2 3 4 5 chân trái. 2 2 3 4 chân phải 5 6 7 8 chờ nhạc đưa tay xuống chân phải 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 năm sáu bảy tám chân phải chín chân phải năm hai ba bốn năm 6 7 8 chân phải 9 6 2 3 4 Rồi Với từ thế này chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp số 3 Bao gồm 5 câu nha rồi chân phải. 1 2 Chân phải về. 3 Rồi, đến chân trái. 4 5 Chân trái về. 6 Chân phải đưa vô. 7 nha. Yeah tiếp tục 2 2 3 4 như thế nha. Câu 1 và câu 2 nha. Chúng ta đi lại nè. 7 3 4 nha. Chân phải. 1 2 về 3 chân trái 4 5 về 6 chân phải 7 một tay ra nè 2 2 3 4 như thế nha, sau đó chúng ta sẽ đi tiếp nè. Câu 3. 3. 2. về. 3. Tiếp tục đổi bên. 4. 5. Nghỉ một tí. Trở về. 6 Tiếp tục 4 2 Chúng ta chờ nhạc Tiếp tục 3 4 Chờ nhạc Tiếp tục 5 6 Như thế nha Chúng ta đi câu 3-4, sóng nhịp, sóng nhịp lại nha. Chân phải. 3 2 Trở về. 3 Bên trái. 4 5 Chờ nhạc. Trở về. 6 4 2 Chờ nhạc Tiếp tục 3 4 Chờ nhạc Tiếp tục 5 6 Như thế Sau đó chúng ta sẽ đi tiếp câu 5 chính nhịp nha. Chân phải. 5 2 Chân trái. 3 4 5 6 7 8 9 như vậy nha. Rồi. Ta đi lại câu 5 9 nhịp nha. Rồi chân phải. 5 trở về. 2 chân trái. 3 trở về. 4 5 6 7 8 9 như vậy nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nối hết thành tổ hợp số 3 luôn nha, 5 câu ha. Chân phải. 1 2 về 3 chân trái 4 5 về 6 chân phải 7 bung ra 2 2 3

2 chờ nhạc tiếp tục 3 4 chờ nhạc tiếp tục 5 6 chân phải 5 2 3 4 5 6 7 8 9 Rồi. Mọi người cứ hãy làm quen để cho nó quen động tác rồi. Chúng ta mới đến với cái Linh tập chậm và mối cùng hướng được nha Rồi Chúc mọi người thành công